Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại chùa Linh Ẩn, một ngôi chùa có một cái bức tượng Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát rất là to. Và ngôi chùa này nằm tại Nam Bang của Nam Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá về cái vẻ đẹp của ngôi chùa này nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, thật bất ngờ khi hiện nay tôi được đứng trước một pho tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao lớn và to như thế này tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và đương nhiên tôi sẽ dành thời gian để giới thiệu về bức tượng này cho quý vị và các bạn xem đầu tiên khi khám phá chùa Linh Ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong bức tượng, chinh phục những nấc thang để trải nghiệm và khám phá những điều thú vị. Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi. Như vậy là Phong Hạnh cũng đang đi được nửa chặng đường rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chinh phục những cái tầng còn lại để chúng ta lên được cái trên đỉnh cao nhất của bức tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Không biết đây đã tới chưa đây. À còn đỉnh nữa. Thank you.
cho phép em lên em quay một xíu được không anh? Lên đã. Dạ. Ủa, ở trên đây mình lên đây là hết rồi hả ta? À, đang làm. À, quý vị đang làm. Bước chân nghệ thuật đẹp quá. Em kênh YouTube chưa chuyên đưa về cái đời sống văn hóa tâm linh. Vẽ bức tranh của Phật giáo nó khó hơn vẽ những bức tranh bình thường không anh? Khó hơn nha. Khó hơn. Tĩnh tâm lại xíu. Dạ. Cái sản phẩm mình nó nằm trong đây là nó phải từ cái tâm mình nó ra ngoài phải không anh ha? Dạ. Cái đó với cái hình này nó càng tĩnh tâm thì nó là càng thể hiện cái nét đẹp. Vậy có nhiều người ta làm tượng đó mà làm tượng Phật giáo hay tượng tâm linh đó là buộc ta phải cái tâm ta phải thanh tịnh. Mình đây là bao nhiêu tầng tất cả anh biết không anh? Nãy em đi em không đếm. Mấy tầng? 8-9 tầng. Đi lên, đi lên, xin nó lên lần tình đó. Trên đó cái tầm đó, nó cao hết. Chúng tôi cũng xin phép những cái nghệ nhân vẽ hình của cái khu bức tượng này. Chúng tôi lên ở trên cái tầng cao nhất. Có thể nói giai đoạn này là chúng tôi là những người may mắn được lên cái tầng cao nhất. Và ở tầng này thì thờ mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy ở trên đây thì không có sân thượng. Tuy nhiên ở những cái tầng thì có những cái cửa sổ, chúng ta có thể phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Cái đó quay rồi. Đây đó, có những cái cửa sổ chúng ta phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Cái khung cảnh hết sức là hùng vĩ. Nó cái độ cao là rất là cao. Đúng là một cái công trình hết sức ấn tượng đối với lại cái đạo Phật nói riêng cũng như là cái đạo Công giáo ở Việt Nam chúng ta, tất cả những cái tôn giáo ở Việt Nam nói chung. Quý vị thấy ở trên cái đỉnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nhìn xuống có cái thác Hang Bôi hết sức hùng vĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới để tiếp tục khám phá
trong chánh điện của chùa Linh Ẩn ở Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng. Mời quý vị cùng theo chân chúng tôi. Rồi em cảm ơn các anh nhiều nha, đã tạo điều kiện cho tụi em lên đây. Mày lỗi xuống cũng hết sức cẩn thận. Một phút cũng có thể đây. Còn một phút thẻ nhỏ như thế. Đây, cái khu này giờ đang vẽ, làm ra là không có cho lên nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng mạng phép, chúng tôi xin phép. Thì là họ cũng cho chúng tôi quay. Chắc có lẽ là 9 tầng. Tầng này đây. Coi quý sư trồng cải. Chào sư. Mình trồng mình làm kỹ hay là mình trồng để mình dùng luôn vậy sư? À, vừa làm kiển cho nó đẹp nhưng mà mình vừa dùng được luôn á sư ạ. Cái bức tượng mẹ Quan Thế Âm này là xây năm mấy sư? 3 năm rồi. Con nghe nói là cao nhất Đông Nam Á phải không sư? Tất cả là có bao nhiêu tầng tất cả sư ạ? 9 tầng. À dạ, nãy con có lên chảnh rồi mà con không có đếm, con quên đếm. Một, à, chiều cao nó là bao nhiêu sư nhớ không sư? 71 mét. À coi như 9 tầng, 71 mét. Hiện tại là cao nhất khu vực Đông Nam Á đây. Chùa mình là chùa Linh Ẩn. Con nghe giống như cái chùa ở ngoài Đà Nẵng cũng là tên Linh Ẩn không sư? Linh Ứng. À còn mình là Linh Ẩn. Mình là cái theo cái thiền phái hay là sao thưa sư? À Tịnh Độ Tông và Bắc Tông. Và bây giờ chúng ta sẽ vào khu chánh điện của Linh Ẩn Tự, một ngôi chùa rất là đẹp và rất nổi tiếng ở Lâm Hà. Đây là tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, nghìn mắt nghìn tai. Trước lối lên chánh điện thì chúng ta thấy là có một đôi long và quy đứng chầu hai cái lối chính. Đây là một kiến trúc nhìn cũng rất là đẹp mắt. Đây là quy. Này, trên lưng của ngài quy thì có một cái gọi là một cái sớ rất đẹp.
Và ở đây là có một cái chú quy con. Đây là lối lên nhà tổ đại tượng Phật Di Lặc, vườn 500 tượng Quan Âm Tịnh Thánh. Đây có hình bức tượng một cái chú công đang xòe cánh rất đẹp. Bên kia có một chú công thì đang đứng trầu. Cái hình là Đức Phật bốn mặt. Và đây là lối lên đại tượng Phật Di Lặc. Đây là vườn Quan Âm Tịnh Thánh. Tổng cộng là có 500 bức tượng Quan Âm được cái tạc và để trong cái khu vườn này. Quả thật hết sức là công phu, thật là kỳ công. Đây là cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi tịnh thiền. Ở đây trong khu vườn thì cũng có những cái chú nai, chú hưu. Có những chú làm chưa xong, nhưng có những chú đã xong rồi đây. Đây có một cái chú trâu. Còn đây là một chú hưu. Chỉ có cái phần lõi thôi, chưa có cái phần bên ngoài. Ok. Where are you from? Russia. Russia? Yes. Okay. Quý vị là người Nga. Đây là hình cái tượng Phật Di Lặc rất là to. Có thể nói là khu chùa, khu vườn của chùa Linh Ẩn Tự này cũng có rất nhiều cái bức tượng rất đẹp mắt. Quả là một cái kỳ công của những người đã thực hiện nên những cái bức tượng này. Chúng tôi cũng xin thán phục và hy vọng rằng trong một thời gian sắp tới, ngôi chùa này sẽ được nhiều người biết đến và sẽ là một cái điểm tham quan du lịch về tâm linh cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.